quay thì đúng sáng là quay ra là hoa. Cát thì bây giờ cái giò này khoảng bao tiền? Những cái giò nó tùy theo 1-2 triệu. Toàn là khủng đấy. Triệu rưỡi 2 triệu một giò đấy. Tôm bây giờ hai vợ chồng với hai đứa con về về trong giờ bác nhất thì chưa mới gọi em ra tận 11 rưỡi mới về. Thế là gọi em ra thì ngồi hôm nay bác cái bổ hôm nay rồi để ngồi uống với các em thì say thôi nhưng mà uống tiếp. Thế là bố là năm nay là dỗ làm sao để vào ngày chủ nhật. Thế thì nếu mà ngày chủ nhật thì dỗ sớm thì vào ngày 11. Nhưng chắc không ai dỗ